Yêu đơn phương là ngu. Sao? Tiêu cực quá. Thế thì yêu đơn phương là điều mà bất cứ ai ở thời học trò cũng đều trải qua. Cái lứa tuổi ẩm ương, nay crush người này, mai cảm nắng người kia. Hiếm ai có thể giữ cho mình tình cảm ấy trong một thời gian dài, như là chàng trai nam chính trong You Are Apple of My Eyes. Đây là chàng trai ấy, Kha Cảnh Đằng hay còn gọi là Kha Đằng, thích quậy phá nghịch ngợm và có đam mê với mốt thời trang không vải khi ở nhà. Đã nghịch ngợm thì cũng phải cần có hội có bè nó mới vui. Song hành với thanh xuân sóng gió của Kha Đằng là Hứa Bác Thuần, A Hòa, Tào Mạnh Thắng hay còn gọi là Lão Tào và Cai Biên. Mỗi thằng mất nết một kiểu, nhưng cái nết mê gái thì lại chung một mẫu người, đó là Thẩm Giai Nghi. Cô nàng đã sinh còn học giỏi, là crush quốc dân của bao chàng trai. Mọi câu chuyện diễn ra đều bắt đầu từ những bất ngờ, ai mà nghĩ cho được. Trong tiết của giáo viên chủ nhiệm, Kha Đằng cùng thằng bạn lại dám mở cuộc thi xem ai kiềm đạn trong pháo lâu hơn ngay trong lớp. Pháo của Hứa Bác Thuần đang được kéo lên, sẵn nòng chỉ chờ bắn, thì Lão Tào lại báo đồng đội, khiến cho Bác Thuần rơi mẹ pháo xuống đồi, gây sự chú ý trong lớp. Và rồi thôi, mọi thứ bung bét hết cả. Thầy hiệu trưởng đã phải xuống tận nơi để giáo huấn lại mấy đứa học trò ngỗ nghịch này. Cuộc đời làm nghề giáo của tôi, kiểu học sinh nào tôi cũng từng trải, nhưng mất hết liêm sỉ như hai em thì lần đầu tôi gặp. Đối với mỗi thầy cô, cách tốt nhất để trị mấy học sinh đã yếu sinh lý lại còn kém văn hóa như này là để một đứa học sinh xuất sắc theo kèm. Và sự lựa chọn hàng đầu chính là Thẩm Giai Nghi. Từ đó, mối lương duyên giữa Kha Đằng và Thẩm Giai Nghi bắt đầu từ đây. Dù là học cùng nhau đã lâu, nhưng khoảng cách giữa học sinh ngoan và học sinh cá biệt không vì vậy mà thay đổi. Mặc cho ngồi ngay trước hot girl học bá, thì Kha Cảnh Đằng vẫn giữ nguyên phong độ nghịch ngợm, không chơi bài thì cũng nói chuyện. Giai Nghi nghĩ mà nó bực, tự dưng lại đeo bong cả cục tạ này, cả thường xuyên trao nhau đôi mắt thương mến hình viên đạn. Ngay cả đến thằng bạn thân A Hòa cũng phải quay xe với bạn để bảo vệ gái. Hai cái thằng chết tiệt, mày có thể đừng làm khó cờ rút của tao nữa được không? Đéo. Thấy tình hình học tập của con đổ lòm như chứng khoán, bố mẹ Kha Đằng sinh nghi. Có phải mày đang tòm tem tí tét với con nào không? Nói nhanh, tao còn chuẩn bị cháp, con không có hứng thú với con gái. Ý con là cả trai lẫn gái. Nói đến chuyện yêu đương, mỗi đứa trong nhóm chơi với Kha Đằng luôn tìm cách tán cho bằng được Thẩm Giai Nghi. Đứa thì bày mấy trò ngu ngốc, đứa thì phong cách bad boy rồi người lớn. Thậm chí còn có cu sử dụng kỹ năng đàn ca sáo nhị của mình. Nhưng tất cả đều gói gọn trong 2 tiếng vô vọng. Rồi đến một hôm, cô giáo tiếng Anh không rõ do thua cổ phiếu hay mở quán bị reviewer đến thăm, mà mang luôn mặt căng cực lên lớp, phát ra sát khí nặng nề hơn bình thường. Đúng hôm đó, Giai Nghi lại quên không mang sách. Nhìn thấy một học sinh gương mẫu như cô bị phạt, tưởng rằng Kha Đằng đã cái nư lắm. Nhưng trời ơi, tin được không, Kha Đằng quay xuống đưa sách cho Giai Nghi. Còn bản thân thì bị mắng một trận, nhận án phạt nhảy cóc 10 vòng, bonus cầm thêm cái ghế. Trong lớp học, Giai Nghi đọc những chú thích kỳ lạ của Kha Đằng thì cô chợt nở nụ cười vì lời nói của Kha Đằng về mình. Nếu cô không tỏ vẻ nghiêm túc thì cũng đáng yêu lắm. Để rồi cả ngày hôm đó, Giai Nghi cứ như người mất hồn, khiến cho cô bạn thân cũng cảm thấy lạ, định lập đàn gọi hồn giúp cô, hỏi xem có phải Giai Nghi đã bị con đĩ tình yêu va phải rồi hay không. Nhưng đáp trả lại bạn, cô nàng chỉ nói qua loa linh tinh cho xong chuyện. Nhìn cái mặt này xem, không dính lời nguyền tình cảm mới lạ. Sang hôm sau, để cảm ơn vụ hôm trước, Thẩm Giai Nghi đến tìm Kha Đằng. Sao cậu lười học thế nhỉ? Vì tao không thích học. Chứ tao mà thích học thì tầm này đường lên đỉnh Olympia coi như đã có quán quân rồi. Méo tin được lời chém gió của Kha Đằng, chiều hôm ấy, Giai Nghi lại tìm đến. Máy chém cũng kinh đấy, vậy thử chăm tao xem nào. Trong này có bí kíp tao tự thiết kế để đạt điểm 50, xem trình mày như nào. Thấy mức điểm chỉ đạt ở 50, Kha Đằng tỏ ý chê. Nhưng trước lời khiêu khích của Giai Nghi, cậu bắt đầu thử sức xem thế nào. Tối hôm đó có sự kiện lạ, lần đầu Kha Đằng chịu ngồi vào bàn học và giải đề. Tuy kết quả đưa lại cho Giai Nghi sau đó thì thật là ôi rồi ôi, nhưng vẫn là đã có tiến bộ về mặt ý thức. Việc Giai Nghi giúp Kha Đằng học khiến dư luận dậy sóng, trong đó có cô bạn thân. Khi bị gạ hỏi lý do, Giai Nghi chỉ nói qua loa linh tinh rồi chuyển sang chuyện khác. Còn về phía Kha Đằng, không biết từ bao giờ, những cuốn sách trước kia vốn bị coi là nhàm chán, nay lại có sức hút không thể chối từ, khiến cậu ra sức học tập hơn trước. Bất kể đang làm gì hay ở đâu, cậu đều cầm trên tay quyển sách. Thậm chí cãi nhau với ông hàng xóm, Kha Đằng cũng dùng tiếng Anh cho nó sang. Nhờ đó kết quả cũng có chiều hướng tốt lên. Một hôm trong buổi vệ sinh trường, Giai Nghi đã rủ Kha Đằng tối ở lại trường học cùng mình. Trước đó, thấy Kha Đằng ngày càng gần gũi với Giai Nghi, Lão Tảo liền nghĩ ra kế, nhờ cậu bạn viết thư tình thay cho mình rồi gửi cho Giai Nghi. Nếu thành công, phần thưởng cho sẽ là 1 năm uống nước ngọt free và 1 thẻ cầu thủ. Thấy kèo cũng thơm, Kha Đằng chốt ngay. Nhân tối học thêm đó, Kha Đằng đưa cho Giai Nghi bức thư tình, nhưng chỉ qua vài dòng và chữ viết, Giai Nghi đã nhận ra ngay đây không phải thư do Kha Đằng chắp bút. Trước lời phê bình của cô, Kha Đằng nóng máu, tuyên bố sẽ vượt mặt cô trên bình diện kết quả điểm thi sắp tới. Nếu Giai Nghi thắng, Kha Đằng sẽ chấp nhận để quả tóc Phan Đình Tùng, còn ngược lại Giai Nghi sẽ phải buộc tóc đuôi ngựa trong 1 tháng. Kèo đấu đã được set up từ hôm đó, Kha Đằng chăm chỉ hơn gấp mấy lần. Cùng với sự giúp đỡ của Giai Nghi, hai người vẫn luôn ở lại học cùng nhau. Kha Đằng học tiếng Anh chăm đến độ bổ túc luôn văn hóa tiếng Anh tục tĩu cho ông chú hàng xóm luôn. Và kết quả kỳ thi cũng đến, không nằm ngoài dự đoán, Kha Đằng thua trắng bụng, buộc phải đi cạo đầu. Nhưng cái cách đêm tối đạp xe đi dưới mưa, bỏ lại Giai Nghi để đi cạo đầu thế này thì hơi kỳ. Trở lại với quả tóc không để đâu cho hết trái, Kha Đằng khiến cho Giai Nghi cười không ngậm được mồm.
Sang ngày hôm sau, khi đang ngồi cùng mấy vị huynh đệ, Kha Đằng chợt đứng hình khi Giai Nghi bước qua với mái tóc buộc đuôi ngựa. Cả đám cứ tự nhận Giai Nghi làm thế là vì mình, nhưng chỉ có Kha Đằng biết nguyên nhân thực sự, và việc học tập đối với cậu cũng dần có ý nghĩa hơn. Nhưng buổi chiều hôm ấy, một tai ương giáng xuống lớp của Kha Đằng. Tiền quỹ lớp không biết tại sao lại bay hơi mất, khiến cho thầy giám thị xuống điều tra và yêu cầu cả lớp viết tên người mà họ nghĩ nhiều khả năng lấy nhất. Ba người có số phiếu cao nhất sẽ bị kiểm tra. Nhận thấy sự vô lý của thầy, Lão Tào liền đứng dậy tỏ vẻ bất tuân, rồi cả Kha Đằng đứng dậy chửi vào mặt giám thị. Cả hai đều phản đối việc nghi ngờ bạn bè của mình. Ngay cả Thẩm Giai Nghi cũng đứng dậy phản đối, khiến cho ông thầy ngỡ ngàng ra mặt. Rồi dần dần cả lớp đứng dậy ném thẳng cặp vào phía thầy giám thị. Lần đầu làm chuyện ấy khiến Giai Nghi có phần ngại ngùng bối rối, nhưng nhờ có mấy lời động viên mấy thanh niên mà cô cũng bớt phần nào mất mặt. Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp trung học của cả nhóm. Mọi người đều vui vẻ hồ hởi trao tặng nhau những món quà kỷ niệm kết thúc quãng thời gian học sinh. Trước khi lên đại học, cả đám rủ nhau đi chơi biển một bữa. Ở đây mỗi người đều chia sẻ nguyện vọng cá nhân của mình, mỗi người một ý. Còn với Kha Đằng, điều cậu muốn là trở thành một người tài giỏi để thay đổi thế giới. Và cả thế giới đó chỉ thu bé lại vừa bằng một cô gái. Tôi muốn trở thành một người rất tuyệt vời, để thế giới, vì tôi có tôi, có một chút khác biệt. Và thế giới của tôi chỉ là trái tim của bạn. Tối hôm ấy, bỗng Giai Nghi gọi điện cho Kha Đằng đến. Thì ra vào hôm thi đại học, cô ấy bị đau bụng nên kết quả thi không tốt. Kha Đằng chỉ biết đưa áo của mình cho cô ấy lau nước mắt. Đó cũng là lần đầu Kha Đằng nói rằng mình thích Giai Nghi. Nhưng trong lúc này mà tỏ tình thẳng thì có vẻ hơi toang, nên cậu đành chỉ nói qua loa, rồi chờ một thời cơ khác. Chứ nếu mà là tôi thì tôi chốt đơn luôn hôm nay rồi, chứ để lâu lại có bọn thó mất thì lúc đấy lại khóc. Kết quả thi rồi cũng đến, mỗi người một lối đi riêng để chạm tới tương lai của mình. Trước ngày chia tay, Kha Đằng đã gửi tặng Giai Nghi một chiếc áo mà cậu tự vẽ và một lời dặn dò khi lên đại học: đừng vội đổ ai quá sớm. Ủa anh Giai, anh không chốt với người ta lại bắt người ta không được yêu ai? Khôn như anh thì ai mà sánh cho lại. Môi trường đại học cũng có nhiều thay đổi với Kha Đằng, nhất là không có Thẩm Giai Nghi. Cậu sống trong ký túc xá với những kỳ tài nhiều lĩnh vực, một thanh niên cuồng gymer, weebu có thâm niên, dị nhân sống hướng nội. Tuy nhiên điểm chung của tất cả bọn họ là đều được thưởng thức những bộ phim hành động Nhật Bản và chơi trò kéo pháo lên đồ như hồi trước. Ở đây muốn gọi điện phải xếp hàng dài. Và cuộc gọi đầu tiên của Kha Đằng không cần nói cũng biết là dành cho Thẩm Giai Nghi. Cứ lúc nào gọi cho cô là Kha Đằng lại tám quên trời đất và thời gian, có khi còn quên luôn cả bố mẹ. Còn với cái chán chả buồn than, Giáng sinh đầu tiên năm đại học, Kha Đằng và Giai Nghi có buổi đi chơi đầu tiên. Đó có lẽ là ngày đẹp nhất giữa hai người. Họ đã có thời gian kể cho nhau nghe nhiều hơn về bản thân mình, và cũng là ngày mà Giai Nghi mở lối cho Kha Đằng tỏ tình. Nhưng suy nghĩ còn non nên Kha Đằng không kịp hiểu ý của cô. Cuối buổi đi chơi, cả hai thả đèn trời với lời nguyện ước. Kha Đằng cũng tỏ tình với Giai Nghi. Nhưng khi cô định cho cậu biết câu trả lời thì cậu lại chưa đủ mạnh mẽ để nghe, mà không biết nếu lúc đó nói ra thì có lẽ cả hai đã được ở bên nhau rồi. Kha cảnh Đằng vì muốn thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, liều kêu gọi cả khu tổ chức đấu võ tự do. Thậm chí cậu còn gọi Thẩm Giai Nghi đến xem. Đến ngày chiến đấu, đối thủ của Kha Đằng lại là một cao thủ Taekwondo đai đen. Không cần nói cũng biết về sự chênh lệch đẳng cấp là lớn đến thế nào. Dám ba cái võ mèo cao của Kha Đằng thì làm sao bì được với dân nhà nghề. Khi Thẩm Giai Nghi đến nơi, đập vào mắt cô, Kha Đằng bị đánh bầm dập. Sau khi kết thúc cuộc chiến của những người đàn ông, Kha Đằng gặp Giai Nghi trước cửa ký túc để kể lại màn ăn hành của mình. Nhưng trái với điều Kha Đằng mong mỏi, Giai Nghi liền mắng cho cậu một trận vì đã không biết trân trọng bản thân. Suy nghĩ thì ấu trĩ, nhưng đối với Kha Đằng, cậu chỉ muốn chứng tỏ bản thân với crush và thể hiện cái tôi trong suốt thời gian dài cơ cẩm cô. Chính vì hành động bồng bột này mà sau này khi nghĩ lại, Kha Đằng tự thấy đó là khoảnh khắc cậu chính thức tự cắt đứt cơ hội được bên cạnh Giai Nghi. Thông tin Kha Đằng và Giai Nghi chia xa đến tai cả nhóm, cơ hội chia đều cho mọi người, ai nhanh tay người đó hưởng. Và A Hòa là người đến sớm nhất và cũng là người duy nhất thực sự đã ở bên cô. Lão Tào đã đến chậm một bước, chỉ kịp chứng kiến Giai Nghi sánh đôi bên A Hòa. Trong không khí thất tình bao trùm, Lão Tào đi được hai vòng Đài Loan và kèm theo cả Kha Đằng đang đi giữa chừng thì Lão Tào dừng lại nện cho Kha Đằng một trận vì cái tội cầm vàng mà để vàng rơi, và một phần cũng vì bất lực vì mình không có được Giai Nghi. Và lúc này Kha Đằng cũng nhận ra mình đã mất người con gái ấy thật rồi. Dù ở bên A Hòa nhưng Giai Nghi lại chẳng hề vui vẻ. Trong tâm trí cô luôn nhớ về Kha Đằng, có lẽ cô cũng có một chút tiếc nuối. Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa cô và A Hòa dần có khoảng cách và cả hai nhanh chóng chia tay, bẵng đi 2 năm bất chợt một ngày. Cả Đài Loan bỗng xảy ra động đất, mà trung tâm dư chấn lại là khu vực Giai Nghi sống. Quá lo lắng cho cô, Kha Đằng chỉ biết chạy đến nơi có sóng điện thoại để hỏi thăm tình hình. Cũng may là cô ấy không sao. Sau bao lâu không liên lạc, cả hai nói chuyện rất nhiều, cả những điều trong quá khứ và hiện tại. Khi cả hai bất giác nhìn vào khoảng không và tưởng tượng về một thế giới song song, biết đâu ở nơi đó cả hai người đã cùng ở bên nhau và có một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là để lại sự tiếc nuối trong họ như bây giờ. Năm tư đại học, trong cái không khí mà người người nhà nhà đều thi cao học thì Kha Đằng thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì cho tương lai. Thấy người ta ra thư viện học, cậu cũng bắt đầu đi theo, nhưng chỉ để bắt đầu viết tiểu thuyết trên mạng. Thời gian cứ thế trôi đi,
cho đến một ngày, Kha Đằng nhận được một cuộc gọi từ Giai Nghi để thông báo giờ cô ấy sắp làm vợ người ta và mời cậu đến chung vui. Trong không khí vui vẻ bạn bè gặp lại nhau, khi mọi người vẫn đang nói chuyện sum tụng thì nhân vật chính trong buổi lễ xuất hiện. Giai Nghi hôm ấy thật đẹp, đẹp hơn cả những gì Kha Đằng tưởng tượng. Cậu chỉ biết ngắm nhìn từ xa, miệng nói sẽ không chúc cô hạnh phúc bên người khác, nhưng sâu trong thâm tâm thì hoàn toàn ngược lại. Khi chụp ảnh cùng cô dâu, cả đám liền bày trò đòi hôn cô dâu, nhưng trước hết phải hôn chú rể y như thế. Chỉ đợi có thế, Kha Đằng nhảy tới ôm chầm chú rể hôn tới tấp. Giai Nghi phía sau nhìn cảnh này chỉ biết mỉm cười vì hành động của chàng trai ấu trĩ kia. Nụ hôn với chú rể với Kha Đằng cũng giống như cái hôn với chính Giai Nghi, cái hôn mà nếu trong quá khứ và đêm mưa ấy cậu chịu quay lại ôm lấy cô và xin lỗi thì có lẽ bây giờ nó đã là lời thề nguyện của cả hai. Và chú rể của ngày hôm nay biết đâu lại chính là cậu. Bộ phim kết thúc trong lời gửi chúc hạnh phúc của Kha Đằng dành cho Giai Nghi, và cũng là lời chào tạm biệt đối với thanh xuân tươi đẹp. Và tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.